Dạ, có hàng vào đấy anh ạ. Đây rồi, đấy anh em ơi. Ui trời ơi, ui có con gì vậy? Ui vừa anh em ơi, vừa. Ui. Đây rồi anh em ơi. Ui hàng rồi anh em ơi. Ui mày con gì đấy? Mất à? À vẫn còn này em ơi. Đồ câu lục phương thảo fixing, chuyên cung cấp cần tay bạo lực 8H10H cao cấp. Anh em đặt hàng liên hệ ngay Zalo 0925526083. Đây hành trang lên đường của em đây anh em này. Hôm nay mua đống bánh mì luôn này, cầu thông ngày này. Ấy chà, cái này thoải mái anh em, cái này đánh ổ cả ngày luôn. À, một bánh mì to này mới hai cái bánh trứng, kem trứng. Em nọ em cho chai nước khoáng vào tủ đá, nay em đi em mang em bao cái nhìn. Đây là chống đến nơi nó đỡ tam mật à. Giữ nhiệt tốt phết anh em ạ. Bây giờ em đi tiếng rưỡi nha, em đi tiếng rưỡi dưới trời nóng mà nó mới hơi tan một tí. Đấy ok, mấy này bình này em cũng cho là một bình đá luôn anh em ạ. Có nghĩa là cái bình này là em cho ở trong cái tủ đá em để đông luôn. Được mấy ngày rồi. Này mới chống chọn được cái trời nắng đây, mùa miền Bắc này nó đang ảnh hưởng một cơn bão quá. Thành ra nó nắng mấy tuần này nắng nó oi không thi gió luôn. Dã man lắm. Đó, đồ nghề đủ luôn. Rồi này, lưỡi này. Rồi là đồ anh em đây. Hôm nọ có bác ấy gạ lấy mất cái cây 10H của em này anh em ạ. Này đánh bằng cây mới này. Đây câu đấy các bác ấy nhìn em giặt sướng quá, thế là bác ấy hỏi bác ấy lấy luôn. Thế thành ra này mình lại phải đánh cây mới. Trời này nắng lắm này, em mới mua quả hồi nắng đi cho nó tự oi. Nắng dã man tàn bạo luôn đấy các bác ạ. Này em đánh là cần 4,5 m mà đánh ngắn thôi, dây trục ngắn thì nó có 2 m trục thôi. Các ông đang tuyên truyền dịch, tiêm dịch. Dịch nó ác quá, hành hoành trong miền Nam giờ em cũng không thể gửi đồ cho các bác được đâu. Nhiều bác trong cái đặt đồ mà không chịu chết. Nên đầu cần em đánh bằng phong 18 này. 18. Ủa, chết dở giờ cái ổ bèo nó số hết rồi anh em, bây giờ mày cuống nó to là các bác nhá. Đấy, nó số hết rồi. Trời. Chọc hết cái bèo rồi. Rồi chọc bỏ hơi tai cuối cùng cũng đồng cái lỗ to anh ưng ý anh em ạ. Bây giờ thì phải đục thêm cái lỗ này để tí chẳng may có cá mình có cho kiểu dọ nó vào đấy, có nước nó đỡ chết. Bây giờ phải đục luôn không phải nó động ổ anh em ạ, để nó cách ổ cũng có mấy mét thôi. Bây giờ làm luôn nhá, không biết có cá hay không cứ làm ổ trước đã các bạn. Đấy, bây giờ đi câu phải có niềm tin là phải được cá nên cứ phải làm ổ trước đi cho nó may mắn. Tí lúc nó chẳng may có cá nó vào quấn ổ mình đi đục cái lỗ nó động. Toàn bèo bây giờ. Để cá chỉ để ngay đây nó gần. Bèo quá. Ở đây là mủ chua anh em ạ. Hôm nay em mang rất là nhiều mồi luôn. Em mang để rơi chỗ này đấy, phải 3-4 cân mồi đấy. Hôm nay em đánh ổ nha các bác nhá. Đánh ổ đánh cả ngày luôn. À, anh em nhìn thấy chưa? Mùi ủ bác ủ đúng là nó đạt màu như thế này, mùi chua thơm này rất là tơi anh em nhé, bóp vào coi nhìn này. Rất là dẻo đấy, không hề tính tay anh em nhé, ủ thế này nó là chuẩn, không hề có một chút tính tay luôn, với mùi thế này chuẩn. Hôm nào em sẽ lên một video hướng dẫn chi tiết cho anh em cách ủ xong ngắn gọn nhất, chi tiết nhất, nhanh nhất để các bác làm theo nhé. Vì đợt này thì nhiều bác mới vào nghề cứ hỏi đi hỏi lại, một video em đăng thì nó cũng vừa 2 năm trước rồi, em sẽ làm lại video đó đấy. Ôi thầu quá bác ơi.
Muốn ăn được nhiều hàng thì phải đánh ổ anh em ạ. Không đánh ổ thì làm gì có cá. Không ổ thì làm gì có cá mà câu. Đấy. Đấy, cái này cứ thảo ổ cho khoảng 15-20 phút. Nói trung bình là em cứ để khoảng nửa tiếng thì em mới câu. Rồi cá nó vào đó. Đây, bình đá này anh em này. Đấy, nên nét cho bác xem. Ô, nó không lấy nét nhỉ. Đúng một viên đá luôn. Cái bình này 1,5 lít nước anh em. Này uống cả ngày luôn, nó không hết lạnh đâu. À, mệt quá. Rồi, bây giờ là hạ thủy nưỡi đâu bác ơi. Hạ thủy quả ngũ xuống này. Này đánh phao đỏ anh em nhé. Đấy. Trời, đẹp luôn. Nhấp nháy đấy. Ấy già, có hàng vào đấy anh, đây rồi đấy anh em ơi. Ôi trời ơi, có con gì vậy đấy anh, đây rồi đấy anh em ơi. Ôi trời ơi, có con gì vậy. Ôi vừa anh em ơi, vừa vừa anh em ơi. Wow, mày ủa ơi, đóng mở lưỡi, trời ơi. Con này nhỏ, con này nhỏ mà ngon anh em ơi. Mày chạy đâu con ơi, mày chạy đâu con ơi. Ôi đây có vượt. Mày có thằng con gì ạ? Ông thẳng mồm, chết chưa. Trời ơi, sao ở đây nó có vượt anh em ạ. Mày này. Wow. Khiếp chưa anh em ơi, sao ở đây nó có vượt. Bác thấy chưa, mồi ủ chua nó bá đạo chưa. Vượt ăn mồi ủ chua anh em thấy chưa. Ôi, nước ngọt như anh em biết, không phải nước nợ đâu mà. Sao con này ở đâu ra bây giờ? Cho mày gặp anh là nó là cái duyên cái số rồi đấy. Con này thì nó lại hơi nhỏ anh em ạ. Con này chắc là 7-8 lạng. Nhưng mà nó là hàng thiên nhiên. Hàng thiên nhiên 7-8 lạng này, các bác ăn có phê, quá là phê đấy chứ. Con này chỉ hai thằng với lại hai bom bia là tuyệt vời. Con này đẹp quá luôn này. Đấy anh em nhỉ, đừng động cái màng nó các bác nhá. Màng này nó sắc lắm. Con này đẹp luôn ấy. Cá thiên nhiên nó trông như thế này thôi mà nó ra đời ăn rất là ngon anh em ạ. Phê quá. Tuyệt vời. Trời ơi, phải nói tuyệt vời luôn anh em ơi. Con đầu tiên cho vào túi. Cái túi này hôm nọ nó em mua về mà hôm nay em kéo nó bật mất cái chỉ đây các bác này. Bật mất cái chỉ. Thế nào hôm nay này. Vào đây đừng có dãy. Con này nó dễ khỏe lắm anh em. Trên bèo này thì có dậy khỏe mắt. À. Kinh. Tổng săn mồi đập tay anh em đúng chưa? Đấy chưa? Mày có đập thì mày cũng... Các bác đừng động vào mang của nó nhé. Cầm vào mồm ở trên cái mồm trên là được. Mang nó sắc lắm. Nó có mang trong với mang ngoài cơ đấy. Còn lại... Đấy. Chú gặp anh là thế duyên cái số rồi. Số chú hôm nay gì có quảng. Các
các bác thấy dây may nó chém con này không chém đứt dây, em lại câu không có cáp. Mình bình thường có cái giống này nó chém là đứt dây cáp ngay anh em, à, đứt dây rủ ngay này, em không có cáp. Hi ngon quá, rồi vào vào. Ok, lúc nào phải nói là cũng thật sự là bất ngờ luôn anh em, mà không biết sao đây con vượt rồi này. Đấy, các bác thấy mùi ủ chua em bá đạo chưa, mặc dù đáy nó vẫn còn thế là bẩn thế mà vẫn dính. Vừa em định chơi ổ không mà sau em quyết tâm là em chơi cả ổ lẫn bó mồi cho chắc ăn. Cái con này nó này ăn luôn mà cùng mồi, kiểu như là đáy nó bẩn anh em, mình xả cái mồi xuống chìm hết ấy, thì em cứ để bóp, em không bóp tròn, hồi em không bóp bóp cục tròn, em bóp cái cục mồi để nó cao lên như thế này đấy, cao lên này xong rồi kiểu như mồi nó nổi lên trên đấy, để cho nó cân cân chụp một tí. Tiếng cá nó ăn đính ngay mồm phê quá. Ok, vui thì vượt ăn cá, vui thì ăn cá, buồn nó lại ăn ủ chua phương thảo bác ạ, phê lắm. Đây bình đá này anh em này, đấy nén nét cho bác xem. Ô nó không lấy nét nhỉ. Đúng một viên ăn đá luôn. Cái bình này 1 lít rưỡi được anh em, này uống cả ngày luôn nó không hết lạnh đâu. À mát quá. Tẩy rồi anh em ơi, hàng rồi anh em ơi, tẩy rồi anh em ơi, hàng rồi anh em ơi, ôi, mày con gì đấy, mất à? À vẫn còn này em ơi, ôi vừa anh em ơi, úi trời ơi vừa, mày chạy đâu? Úi rồi vừa cái rồi, ôi hàng xịn, nó mắc bèo nha, vật. Này đít chặt đấy. Vâng. Wow. Con này đít ok anh em ơi. Hàng đấy hàng đâu? Máy. Hàng đây cái hàng đâu? Ok. Wow, chặt. Ai à. Em vừa đổi trong quả phao 20 cái đánh sướng hẳn anh em ạ. Móc thẳng vào hầu. Mày ui, con này phê vượt anh em ơi. Em tưởng đồ phi rồi, đóng cái veo phát. Sướng quá. Con này ăn đủ rồi, hai con này là này gọi là hàng này anh em này. Phê chưa? Lấy mới gọi là hàng các bác này. Con này nó đập này, thò mồm nó đập này. Đấy, nó đập. Mạnh có dẫy, cầm chắc. Cho bắt đây. Con này nó chỉ hơn cân anh em. Hàng thiên nhiên thì chỉ có thế này thôi nhưng mà nó sướng lắm. Nên cái túi này rách lại lên được hàng. Ok. Hai em. Sướng chưa? Lấy nó sướng anh em. Lục nó phải thế. Wow, đánh sướng thật anh em. Em vừa đổ xong quả phao bầu 20 đánh thật ra nó may mắn hẳn đấy. Đè phát nó nín ngay. Đánh ủ chua nó phải thế anh em ạ. Đóng cá vậy mới sướng nhỉ. Kinh thật mà đà phát cho cái nó lún ngay. Không hàng nó khác. Ua, lắng quá anh em này. Một tí mà ướt hết người luôn. Phải nói là miền Bắc đợt này trải qua đợt nóng nóng nói cũng là kỷ lục. Em thấy nó vừa rơi khoảng 3-4 tuần này rồi. Nắng không một tí gió luôn, sợ thật anh em ạ. Này qua này đi cầm được cái bình đá đi. Đợt trước hôm nay nắng ơi nắng, nó không tí gió mà em cảm giác là nó đầu nó ong nó ngất đến nơi đấy. Uống nước nọc qua nhá. Đây, hôm đấy là em mang toàn nước nọc thôi. Hôm nay là mang 4-5 chai. 4-5 chai nửa lít mới lại 1 chai lít rưỡi mà uống cảm giác không biết khát. Kiểu nó không lạnh ấy, nó thoát nhiều mồ hôi. Em mang tí nước đá uống cảm giác nó sướng hẳn đấy. Uống phát tỉnh cả người các bác ạ. À,
ngồi thế này thì mới câu cá kìa. Đây rồi, mày chạy đâu? Đây rồi, mày chạy đâu? À chà, đây rồi, thôi thôi, mày xác định rồi. À chết rồi. Ai à, vẫn còn anh em ạ, nó tuy nó vào mèo nhưng mà vẫn còn. Nhưng mà khả năng con này khó rồi. Chết rồi. Khó rồi các bác ơi. Cái này nó mắc, cái này chắc chắn bị mắc bèo rồi. Cá dính cá rồi, mắc bèo rồi. Ê. Lỗ to này mà con này nó khỏe quá, nó lôi phịch cái vào đấy mất rồi. Đéo nhỉ. À vẫn ra đấy anh em ạ. À vẫn còn cá, vẫn còn cá. Mày. Ý giời ơi, mày chạy đâu? Vẫn còn. Đô phi cụ anh em ơi. Trời ơi. Wow. Trời ơi, con này to thế. Hình thật con này nó thích sướng thật. Wow. Ui, nó lại đóng hơn kia rồi. Con này to lắm anh em ạ. Dã man khủng tởm. Đấy mới gọi là hàng các bác ơi. Nó đóng tận mấy nữa bao người anh em nhìn này. Đóng tận mấy nữa người không thể mất đâu. Phê quá. Đây này anh em ạ, phê chưa? Nó chui bụp vào trong cụ bào của em tưởng mất cơ. Nó không giờ thấy dẫy nữa. Nhưng mà rất tiếc con này nó bị đóng. Cái này hình như là bốn lưỡi vào bụng luôn này, không thể chạy được nữa rồi này, sướng qua các bác, con này thì càng cứ tưởng mất đấy. Uầy, khiếp khủng tởm mà anh em ơi, con rô phi cụ tổ, con này phải nói là cụ tổ. Mày ở đâu ra vậy rồi, ăn cái gì mà to thế? À, bắt em ơi, công nhận là mang cái vật này lợi thật, to bé sung hết. Ấy đừng để bấm cái béo này để làm nhấc cái bẹo ra này, vớt bèo ra. Ủa, con này to lắm, con này nó phải rơi hơn 2 cân. Cảm giác câu cá này nó bất ngờ nha, mà đóng con cá to nó bất ngờ quá. Vào đây.
Rồi, ok. Phê như con tê tê. Là anh em ơi, phế như con tê tê. Lồi lồi vào tận trong chỗ dầm này gỡ anh em nhé. Trời ơi, phế như con tê tê. Wow, anh em ơi, con này có báo bảo nó mấy cân. Con này nó 2 cân rưỡi, 3 cân. Lại nào cho em 6 cái cân điện tử. Qua nhìn này. Đóng cái này thì nào mắc vào bèo. Mắc vào bèo, quả đấy em nghĩ là mất. Nghĩ kiểu như nó thừa lưỡi, thì cái lưỡi này sẽ vướng vào bèo là mất. Nhưng mà rất tiếc con này nó đen là nó bị ôm trọn lưỡi luôn. Không thoát được lưỡi nào. Đó. Tổ thật con này. Không thoát được lưỡi nào, thành ra là không mất được. Tạm mản qua các bác ơi. Ủa, đây có lẽ là con thú phi to nhất cuộc đời em câu từ trước đó chưa. Wow. Đúng là con thú phi to nhất cuộc đời em từ trước giờ các bác này. Cái bàn tay. Thôi thôi thôi, không phải nói cho con này nó về khả năng phải 3 cân các bác ạ. Này, tạm mản chưa. Đời em chưa giờ em nhìn con thú phi to này đâu. Đúng từ bé giờ đi câu trước giờ nhìn con thú phi nó to như thế này. Khiếp khủng tởm luôn. Nhiều anh em ở trong miền trong này có đập thì họ bảo con thú phi 5 cân. Em chưa ở đời chưa nhìn thấy. Mình thấy cái này là tôi không tởm lắm rồi. Dã man. Phải nói là dã man anh em ạ. Phải nói là đẳng cấp. Kinh sợ đã. Ai, đừng đừng. Ủa, đẳng cấp. Đúng từ bé giờ em chưa dám câu con cáo thú phi nó vĩ đại như này các bác ạ. Rồi, cho ngay bờ túi không mà. Nó chết mất. Wow. Ui, đóng con cá to phê quá anh em ạ. Hàn nước ấy. Xuống thật đấy. Này cuốn ổ rồi anh em ơi. Có cái bình giữ nhà này. Uống đá xuống từng con người ấy. Về thật. Giờ chắc phải ăn bánh mì các bác ạ. Đói quá này. Giờ con cá lên đói quá. Wow. À, mời các bác ăn bánh với em nhé. Hôm nay cảm giác các bác thấy em thật có sướng tay không? Phề nói phề. Cái cảm giác đi câu cá nó sướng là nó bất ngờ quá. Nghĩ nó là cá bé, thành ra nó lại là cá to nó kéo. Đấy là cảm giác phề. Các bác ăn bánh với em nhé. Đói quá. Thôi chết rồi anh em ơi. Đang ăn bánh như thế cộng gì đây? Có nhìn rõ không? Đây. Điểm lấy nét các bác xem. Đấy anh em này. Đang ăn bánh trong bánh gói cộng này. Sáng thì em nhìn là em mua một cô rất xinh tươi bán bánh. Nhưng mà đây chắc là tóc thôi. Tóc. Một con gái sao tóc ngắn thế nhỉ? Mà chắc chắn là tóc. Anh em hãy tin tưởng đây là tóc chứ không phải lông. Lông thì xoăn. Đang ăn gần lông là hơi dở hơi. Đây, rồi cứ tin tưởng là tóc ăn cho nó ngon miệng các bác nhé. Tóc, chắc chắn là tóc. Ngon lắm các bạn. Phê. Đây, anh em nghe thiếu nhỉ, toàn tiếng bìm bịp ấy. Ngon quá. Ăn này khăn nước. Đây anh em mình cái chai nước đá của em này. Em đóng trong bịch trong nõi vẫn là toàn là đá nên vẫn chưa tan được mấy. Cuộn cái này vào bảo dưỡng nhiệt tốt thật. Đấy, mặc dù nó có một cái lớp nhỏ nhỏ bảo dưỡng công nhận là tốt, giữ nhiệt tốt. Đây rồi. Úi rồi. Ui bóng rồi anh em ơi. Ui con hàng bóng rồi. Kình nó kéo vào phát vào đấy mất. Trời. Tí thế. Suốt ngày tiêm vaccine. Cá thì mất vaccine cái gì. Mất rồi. Con này to đấy anh em ạ. Cuốn hổ con. Nhà mình nó đóng nó vào này. Cuốn hổ rồi. Con này cuốn hổ anh em ạ. Nhanh nhanh nhanh. Thank you.
Ôi, về anh em ạ, tầm này chiều này nó không cắn nữa rồi, mới tầm cá nó chả thấy cái tầm nữa rồi. Không lấy một cái tầm nào luôn. Đánh cho nó cũng bị nhiều động ổ hoặc là cũng là hết cá các bác ạ. Về qua anh em ạ. Về nhá các bác nhá. Ổ này nào ra em còn đánh tiếp, nuôi ổ đánh tiếp các bác. Về thật đấy. Này, bèo vớt hàng đống này, cỏ cả này. Sướng quá anh em ạ. Này, phong cảnh đẹp cực kỳ luôn. Rồi, về đây các bác ơi, thu đồ em bỡ thùng bè thu đồ hết ở kia rồi, để chuẩn bị về thôi.